Tiếp nối với Cà phê Hotline, nơi mà chúng tôi cũng sẽ tổng hợp và gửi đến quý vị khán giả chính những phản hồi, những câu chuyện từ thực tế được quý vị khán giả gửi về cho chúng tôi. Mới đây thì thông qua đường dây nóng 0901812999 thì kênh VTC9 cũng đã nhận được phản ánh của người dân về tình trạng rác thải tràn ngập trên đường Bưởi, Hà Nội gây ô nhiễm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn. Theo phản ánh, tuyến đường Bưởi là một tuyến đường có rất đông người dân qua lại, đặc biệt là vào giờ tan tầm. Tuy nhiên thời gian gần đây, trên đoạn đường này đang xuất hiện tình trạng rác thải ngập tràn gây ô nhiễm. Trong đó đáng chú ý nhất là từ số nhà 458 đến số 544 đường Bưởi, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tại đây có đầy đủ các loại rác thải bị nhiều người dân thiếu ý thức mang đổ bỏ dọc theo phần vỉa hè. Trong đó nhiều đoạn đã chất lên thành đống và rơi xuống lòng đường. Mỗi khi người dân di chuyển qua đây thường xuyên cảm thấy bất an và lo lắng khi những chồng rác này có thể đổ xuống bất cứ khi nào. Người dân đề nghị đơn vị vệ sinh và lực lượng chức năng sớm có biện pháp xử lý tình trạng này.